và chúng ta a còng đấy, a l l là nó sẽ hiện cho mình một cái là báo cho cả nhóm. Ồ, vậy là toàn bộ 617 người này sẽ nhận được cái tin mà Sơn bán ra. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mai Sơn Tâm sự Crypto. Không biết thì trong thời gian vừa rồi thì các bạn làm affiliate trong lĩnh vực crypto này nó như thế nào rồi ạ? Có cái khó khăn gì không ạ? Nếu mà có bất kỳ khó khăn gì thì các bạn có thể là để lại một cái comment ở dưới cái video này hoặc bất kỳ một cái video nào đó khác của Sơn, thì Sơn nếu mà trong phạm vi khả năng của mình biết ấy thì mình có thể là trả lời được cho mọi người, thì mình sẽ cố gắng dành thời gian mình trả lời ha. Thì không biết trong cái khoảng thời gian các bạn làm affiliate cho các dự án này, cho thị trường crypto này, thì không biết có bao giờ các bạn đi spam link comment vào trong các group không ạ? Hoặc là nếu mà trình độ cao hơn thì các bạn có thể tự build cho mình một cái kênh YouTube, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng phải rất là lâu thì kênh nó mới lên được đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể là viết cho mình một cái website, một cái blog để chuyên review các cái dự án, thì cái lượng referral tuyển được thì nó cũng là tốt đúng không nào? Nhưng mà có một cái nhược điểm, đó là cái lượng traffic vào website nó phải lớn đúng không nào? Thì để xây được một cái website mà nó có cái lượng traffic lớn thì nó cũng tương đối là mất thời gian. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì Sơn cũng đã thử hết tất cả những cái dạng traffic đó, từ paid traffic này, free traffic này, thì paid traffic là một cái phạm trù khác rồi. Còn trong cái free traffic ấy thì có rất là nhiều cách đúng không nào? Thì Sơn vừa học được một cái cách nó rất là hay, và nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn hãy xem hết cái video này, thì Sơn sẽ bật mí cho các bạn cái cách làm free traffic nó cực kỳ hay mà Sơn học được từ anh Sơn Piat. Sơn Piat tức là anh Nguyễn Tùng Sơn đấy mọi người. Thì đây là một cái KOL hàng đầu Việt Nam trong cái thị trường affiliate này rồi, affiliate marketing. Thì anh Sơn thì đã làm trong cái thị trường này 7 8 năm rồi. Có rất là nhiều KOL idol khác như là Huy Trọng này, Mai Ngọc An này, Khởi Nguyên này, hay là rất là nhiều khác, thì hầu như các cái idol đấy thì đều là học viên của anh Sơn Beat. Thì qua những cái video kiến thức mà anh ấy chia sẻ thì mình vừa phát hiện ra một cái dạng traffic nó thật sự là tuyệt vời và nó rất hay, đó chính là làm affiliate crypto bằng group Zalo ha. Thì Zalo đó là một cái kênh mạng xã hội rất là lớn tại Việt Nam, bây giờ đã có gần 100 triệu người dùng rồi. Thì đây là một cái mảnh đất rất là màu mỡ mà chúng ta chưa khai thác hết được tiềm năng của nó. Và hôm nay thì Sơn sẽ phân tích cho các bạn lý do tại sao chúng ta lại chọn group Zalo để chúng ta build kênh và tuyển referral bằng free traffic. Ok, các bạn hãy xem hết cái video này nhé, và sẽ có rất là nhiều cái điều bí mật và những cái điều hay ho mà Sơn sẽ nói trong video ngày hôm nay. Ok, let's go. Làm affiliate cho thị trường crypto này nói riêng ấy, thì chúng ta có một số cái bước làm như sau. Đó là bước 1 là chúng ta phải đi đi chọn dự án đúng không ạ? Chọn dự án có đúng không ạ? Bước 2 đó là chúng ta đi thẩm định dự án. Bước 3 đó là chúng ta đi tạo nội dung. Tạo nội dung tức là chúng ta làm có thể là làm bằng hình ảnh này, có thể làm bằng video review này, hoặc là chúng ta có thể viết viết blog đúng không nào? Tạo nội dung. Và bước thứ tư đó là chúng ta làm sao mà quảng cáo, marketing. Đấy, marketing cho cái nội dung mà chúng ta đã tạo ra đúng không nào? Marketing nội dung mà chúng ta đã tạo ra. Tất nhiên là trong cái nội dung mà chúng ta tạo ra ấy thì nó có cái link referral của mình đúng không nào? Thì các cái dạng traffic
mà chúng ta thường gặp khi mà đã tạo ra xong nội dung mà chúng ta kéo cái lưu lượng truy cập vào trong cái nội dung ấy, thì gồm có paid traffic và free traffic, đúng không nào? Paid traffic thì Sơn sẽ nói ở một cái video khác. Paid traffic thì gồm có quảng cáo hiển thị và quảng cáo tìm kiếm ha. Quảng cáo hiển thị là chúng ta có thể quảng cáo trên Facebook ấy, còn quảng cáo tìm kiếm là chúng ta quảng cáo trên Google. Thì paid traffic thì nó là một phạm trù khác, và chúng ta phải bỏ tiền ra để chúng ta mua lượng lưu lượng truy cập, đúng không nào? Thì tiền nó là máu mà mọi người, tiền nó là máu, nên khi mà chúng ta xác định mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua traffic thì đó thực sự là một cái công việc là kinh doanh rồi, và chúng ta đã bỏ máu của mình ra để chúng ta làm một cái công việc thực sự rồi. Thì đây có thể nói là một cái dạng traffic nó đơn giản, bởi vì chúng ta chỉ cần bỏ tiền ra để chúng ta chạy thôi. Và chạy thì làm sao nó hiệu quả, hoặc làm sao để lên cam và cam nó xanh và cam nó tạo ra lợi nhuận, thì đó mới thực sự là khó ha. Thì đấy là nói về paid traffic. Còn cái mà anh em chúng ta hướng tới ấy, hướng tới tạm thời ấy, trong cái khoảng thời gian mà chúng ta chưa có vốn này, chưa có tiền này, chưa có kinh nghiệm chạy ads này, thì đó chính là free traffic, đúng không nào? Thế thì các cấp độ free traffic có thể nói tới như là chúng ta đi spam này, như Sơn vừa ban nãy nói spam. Thì spam thì chúng ta spam như thế nào? Có thể là chúng ta lên các cái group Facebook này để chúng ta copy tất cả những cái bước làm mà chúng ta bước 1 bấm vào link này, bước 2 đăng ký như này, bước 3 rồi có thể là phải nạp tiền để kích hoạt, hay đại loại là như thế. Thì chúng ta spam lên các cái group Facebook về crypto chẳng hạn, hoặc là các cái người các cái profile mà có bạn bè hoặc là những người quan tâm liên quan đến cái thị trường crypto này, thì chúng ta có thể spam vào đấy. Tất nhiên thì cái này thì vì nó rất là đơn giản nên là hiệu quả của nó rất là không cao ha, rất là không cao, và nó không mang ý nghĩa về nghề nghiệp lắm. Tức là cái đấy thì nó đơn giản, ai cũng làm được, ai cũng làm được thì cạnh tranh nó cao, mà cạnh tranh nó cao thì tất nhiên là hiệu quả nó không cao rồi, đúng không nào? Thế thì không nên làm cái kênh spam, và mọi người phải đẩy mình lên ở những cái cấp độ cao hơn ha. Thì chúng ta trên cái mức spam thì chúng ta có thể làm cái kênh, đó là kênh YouTube này, kênh TikTok này, kênh Instagram này đấy. Thì cái việc này là cái việc mà chúng ta đi review các dự án, hoặc là chúng ta đi xây dựng nhân hiệu bằng các cái kênh này thì nó cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian, và gần đây thì Facebook hay là YouTube thì nó bóp tương tác rất là nhiều. Vì vậy ấy, thì chúng ta phải liên tục ra những nội dung mới thì chúng ta mới có được những cái hiệu quả, mà có khi là cái nguồn lưu lượng truy cập thì nó cũng không lớn trong cái thời gian đầu. Cái tiếp theo nữa đó là chúng ta tự lập hội nhóm của chúng ta, có thể là xây group Facebook đấy như Sơn vừa nói đấy, hoặc là group Telegram, và cái Sơn muốn nói trong ngày hôm nay duy nhất đó là group Zalo. Thì những Sơn nói này, group Facebook đó nào, group Facebook, group Telegram và group Zalo. Thì group Facebook thì bây giờ Facebook nó bóp tương tác rất là nhiều. Có thể là cái group Facebook đấy có rất là nhiều thành viên, 100.000 thành viên đi chẳng hạn. Nhưng mà khi chúng ta đăng một cái bài mà có cái link rep ở trong đấy thôi, thì đương nhiên là Facebook nó bóp cái bài đấy lại. Có khi chỉ có tầm 10 người có thể thấy được cái bài viết đấy thôi. Các bạn có thể là vào trong một cái group Facebook bất kỳ, các bạn có thể nhìn là rất là nhiều thành viên, cả 100.000 thành viên, nhưng có những cái bài đăng không một ai tương tác, không có lượt tương tác luôn, không có một lượng lượt like luôn, chứ không nói là đến là comment ha. Thì cái group Facebook để làm affiliate trong thị trường crypto này thì có thể nói bây giờ là tương đối là khó khăn rồi. Và group Tele thì nó cũng rất là nhiều thành viên đấy. Tuy nhiên thì Tele thì nó lại gặp một cái tình trạng, đó là khi mà một người vào trong Telegram thì nó quá nhiều group mà chúng ta không biết là chúng ta đang thuộc cái group nào. Và khi mà cái người chủ của group Tele đấy mà nhắn tin vào group Tele thì có khi là chúng ta không nhận được, bởi vì nếu mà ai sử dụng Tele sẽ hiểu đó là
chúng ta chỉ cần bỏ tele ra khoảng là một vài giờ đồng hồ thôi, thì có thể nói là cái tin nhắn trong các group tele nó lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tin nhắn mà chúng ta không đọc rồi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta bỏ qua một ngày thôi vào trong cái group tele ấy, thì thực sự là kéo lên đọc không hết nổi tin nhắn luôn. Thế thì làm sao để chúng ta có thể tuyển referral từ những cái group tele như vậy được, đúng không nào? Chúng ta nhắn một cái là nó bị trôi luôn ở trên tít tận phía rất là cao rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đó đấy, thì quay trở lại cái tiêu đề chính của Sơn ngày hôm nay, đó là cái bí quyết free traffic hôm nay thì Sơn muốn nói ấy, đó là chúng ta hãy xây dựng cho mình cái group Zalo. Zalo thì nó tuyệt vời ở một cái chỗ ấy, đó là nó có thể tag on thành viên. Mọi người có để ý thấy không ạ? Tức là group mà Zalo ấy thì khi mà chúng ta đăng một cái bài vào trong group mà group sở hữu của mình nha, thì chúng ta tag A còng A L L on ấy, thì tất cả 1.000 cái group Zalo, 1.000 thành viên của group Zalo đấy có thể nhận được cái tin của chúng ta, và chúng ta bán tin đến tất cả những người thuộc cái group đấy. Vậy vấn đề ở đây là gì? Là chúng ta chỉ cần xây cho mình một cái group Zalo mà nhiều thành viên, như Sơn nói ở đây, đó là Sơn có hàng trăm cái group Zalo 1.000 thành viên. Đây, nói có sách mách có chứng thì các bạn có thể vào trong để Sơn quay cái màn hình group Zalo của Sơn. Sơn sẽ cho mọi người xem Sơn đang quản lý cái group Zalo nó như thế nào ha. Thì mọi người có thể xem này, đây là Zalo của Sơn này. Sơn vào danh bạ này, nhóm quản lý này. Mọi người để ý nhóm quản lý này. Đó, tức là Sơn đang tất cả những cái group mà có cái dấu vàng vàng này này thì mình là chủ của cái group đấy ha. Những group nào mà mình không có cái dấu vàng vàng này thì mình không phải là chủ của group đấy. Ví dụ như những cái group dưới đây, đó là nó không có cái chìa khóa vàng thì mình không phải chủ của group đấy. Và Sơn thì Sơn đang quản lý tầm khoảng 5 đến 60 cái group Zalo. Nó như thế này, mọi người có thể xem này. Vàng, chìa khóa vàng này, chìa khóa vàng này, săn kèo crypto này này, Sơn là chủ nhóm này, học internet marketing, Sơn là chủ nhóm này. Tất cả những cái này Sơn đang là chủ nhóm ha. Đó, mọi người có thể xem này. Đó, mọi người có thể xem Sơn có rất là nhiều cái group mà có cái chìa khóa vàng. Và mọi người có thể xem này, số lượng thành viên của Sơn này, ví dụ trong học internet marketing 1 này, mọi người để ý lên bên trên chỗ đây 617 người. Tức là bây giờ ví dụ Sơn viết một cái bài gì đấy ở đây, dự án gì, đúng không nào? Dự án ví dụ như dự án A, mọi người làm như sao để tạo lợi nhuận, ví dụ đăng ký kiếm tiền gì đấy, thì bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, và chúng ta A còng đấy, ALL là nó sẽ hiện cho mình một cái là báo cho cả nhóm. Ồ, vậy là toàn bộ 617 người này sẽ nhận được cái tin mà Sơn bán ra. Mọi người có thấy tuyệt vời không nào? Ví dụ như một kênh YouTube 1.000 người khi đăng một cái video thì chưa chắc 1.000 người đều đã bật quả chuông, đúng không nào? Đều đã bật quả chuông để mà xem, đúng không nào? Và cái lượt tiếp cận của nó cũng tương đối là bé, đúng không nào? Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta cho cái link YouTube vào đây, ví dụ như Sơn này, Sơn cho cái link YouTube của Sơn vào đây thì Sơn tag on một cái là toàn bộ 600 người này sẽ nhận được cái tin mà Sơn bán ra. Hoặc là ví dụ đây, Sơn lấy ví dụ ở săn kèo crypto này của Sơn đi, đang có bao nhiêu người đấy? Đấy, cái này thì Sơn đang có 157 người. Thì cái này không phải là cái lớn nhất của Sơn, nhưng mà Sơn cứ để ở đây đã. Thì ví dụ chúng ta xây kênh YouTube, chúng ta chưa có lượt tiếp cận ngay ban đầu từ những lúc mà chúng ta mới đăng cái video lên, có đúng không nào? Thì Sơn làm như thế nào? Sơn ví dụ đây, rút 20 tròn mỗi ngày này. Tức là ngày xưa thì có cái kèo là kèo tròn mining đấy, đào tròn đấy, thì cái người giới thiệu thì sẽ được 50% của cái người mà mình giới thiệu ra được khi mà đào tròn. Thế thì Sơn sẽ review cái dự án tròn đấy ở đây. Đây, share tiếp cho anh em kèo bonus tròn 2.000 tròn này bằng $150 này. Thì Sơn tắt A còng ALL một cái ở đây, thì toàn bộ cái 157 người này ở trong group này của Sơn đều sẽ nhận được cái tin nhắn này, đúng không nào? Và mọi người nhìn thấy, ồ, khi mà mình viết cái miêu tả nó hay này, viết cái tiêu đề nó hay này, thì những cái người từ group Zalo này có thể chuyển qua video, chuyển qua YouTube để xem cái hướng dẫn này của mình, có đúng không nào?
nó thực sự là quá là tuyệt vời, đúng không mọi người? Thì cái này người ta gọi là gì ạ? Thì cái này người ta gọi đó là traffic sở hữu. Đó, traffic sở hữu là một cái từ khóa rất là tuyệt vời. Tức là chúng ta sở hữu được cái traffic đấy, và chúng ta muốn làm gì cái traffic đấy và bắn tin cho cái traffic đấy lúc nào cũng được. Thì đấy chính là cái điều mà Zalo nó làm được cho mình mọi người ạ. Đó chính là cái điều mà Zalo nó làm được cho mình. Tele nó không làm được, không tác ôn được. Tức là traffic mình có nhưng mà mình không sở hữu được, mình không điều điều tiết cái tin nhắn được, đúng không nào? Facebook nó không làm được. Facebook nó rất nhiều thành viên nhưng mà chúng ta viết bài thì nó bóp tương tác rất là lớn. Vậy đó cũng không phải là traffic mà chúng ta sở hữu. Traffic chúng ta sở hữu thực sự phải nói đến là group Zalo, hoặc là về email marketing, email automation chúng ta gửi đấy, thì cái đấy lại là một phạm trù khác. Ở trong bài này Sơn muốn nói là cái group Zalo là nó là như thế nào, nó hay như thế nào, và chúng ta nên nên làm cái đơn giản này, cái hay này trước, đúng không nào? Chúng ta không nên tập trung vào cái tele làm gì, chúng ta bán tin nó không nhận được, đúng không nào? Không nên tập trung vào group Facebook làm cái gì, thì chúng ta nên tập trung vào cái group Zalo, đúng không nào? Tập trung vào group Zalo, xây được một cái kênh Zalo thì Zalo lớn thì nó rất là có lợi mọi người ạ. Như Sơn ngày xưa ấy, cái thời mà Covid đang hoành hành ấy, thì Sơn vì là Sơn sở hữu rất là nhiều group Zalo về học internet marketing, mọi người có thể xem này. Học internet marketing thì Sơn kéo rất là nhiều nhóm như thế này. Thế là Sơn có một ông anh thì chia sẻ cho mình cái sản phẩm là nước súc miệng. Thì Sơn đăng cái nước súc miệng này vào các cái group marketing của Sơn, Sơn tuyển cộng tác viên mà bán nước súc miệng này ấy. Thì có vài người đấy, tức là nó có cái tỷ lệ xác suất mọi người ạ. Tuy là group học internet marketing thôi nhưng mà Sơn bán tin ra khoảng 10.000 người thì sẽ có ví dụ như 1% trong số đấy họ quan tâm đến cái chủ đề này, đúng không nào? 10.000 người thì 10% là 1.000, 1% là 100, ví dụ 100 người quan tâm rồi. Thì trong 100 người quan tâm đấy thì sẽ có 5 đến 7 người ví dụ như là đồng ý làm cộng tác viên cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần giỏi xác suất thôi thì chúng ta làm nó rất là tốt, rất là ok ha. Và Zalo nó cho phép chúng ta là xây 1.000 cái group 1.000 người. 1.000 cái group 1.000 người, chúng ta có thể tham gia 1.000 group và quản lý 1.000 cái group. Mọi người tưởng tượng nhá. 1.000 group mà mỗi group 1.000 người thì có phải là chúng ta quản lý được 1 triệu người không ạ? Nếu mà chúng ta thực sự xây được toàn bộ là 1 triệu người, vậy là chúng ta yên tâm, chúng ta không không sợ là thiếu khách hàng ở đây, vì chúng ta nó quá nhiều khách hàng, không không thể kể hết được. Ha mọi người, thì cái video này Sơn muốn nói ở đây đấy, đó là chúng ta hãy làm sao chúng ta có được cái traffic mà chúng ta sở hữu. Và cái traffic sở hữu mà đơn giản nhất đấy, đó chính là xây dựng cái group Zalo. Và trong những video tiếp theo ấy thì Sơn có thể chia sẻ cho mọi người chi tiết cách để kéo group Zalo 1.000 người nó như thế nào. Nó rất là đơn giản thôi mọi người, có những cái thủ thuật mà kéo group Zalo 1.000 người. Cái bài trước thì Sơn đã chia sẻ một ít rồi. Mọi người có thể vào cái playlist của Sơn về cái phần là digital marketing đấy, thì mọi người có thể thấy là Sơn đã chia sẻ một cái bài về cách kéo group Zalo 1.000 người rồi. Tuy nhiên thì đấy là một cái buổi Zoom mà nó không có trọng tâm trọng điểm lắm vì nó quá dài. Thì những cái video sau ấy thì Sơn có thể là rút ngắn lại và đưa ra những cái keyword quan trọng cho mọi người để mọi người có thể là kéo traffic một cách nó đơn giản hơn. Chúng ta chỉ cần làm ví dụ như là 10 group Zalo 1.000 người thôi là chúng ta có 10.000 người rồi, đúng không nào? 10.000 người thì chúng ta bán một kèo ra cho 10.000 người đó, ít nhất cũng phải có 100, 200 người quan tâm, đúng không mọi người nào? Vậy chúng ta có thể là làm bất kỳ một kèo affiliate nào, đúng không nào? Chúng ta review, chúng ta bán tin vào group Zalo là chắc chắn chúng ta có khách hàng, chắc chắn có khách hàng luôn, bởi vì chúng ta có cái tỷ lệ xác suất, mọi người ạ. Ok, vậy thì thời gian tới thì Sơn cũng có cái dịch vụ là kéo member Zalo tự động trên mọi lĩnh vực và mọi ngành nghề. Thì mọi người có cái yêu cầu Sơn về cái lĩnh vực nào, ví dụ như kéo member về
marketing này, về crypto này, hay là spa mỹ phẩm làm đẹp, hay bất kỳ một cái gì đấy, nếu chúng ta có duyên thì chúng ta có thể làm việc với nhau. Và nếu mọi người không tự kéo group Zalo cho mình được ấy, thì Sơn sẽ cung cấp cho mọi người cái phần mềm để kéo tự động group Zalo cho mọi người. Ok, mọi người hãy đừng quên đăng ký kênh của Sơn và bật cái nút quả chuông lên, và để Sơn có thể là đăng video và mọi người nhận được những cái video này đầu tiên. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo. Xin chào.